Em Kim Kaudo xin kính chào các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác một cái hệ thống âm thanh toàn là hệt hết. Vâng. Bao gồm là cái súp hệt. Súp hệt súp 2500, mã là cao cấp nhất của hệt rồi. À, nó là Miele Legend. Mã là Miele Legend là mã súp cao cấp nhất Miele Legend. Đấy. Thì cái súp này là siêu nghiện các bác nhé, dành cho những bác siêu nghiện. Rồi. Cấu hình hôm nay sẽ gồm là cấu hình hai dàn ba way và hai dàn hệt. Thế thì hai dàn hệt tổng của nó là khoảng độ 16 kênh. 16 kênh. Thì cái DSP ở đây là thiếu. Như vậy thì các anh bạn DSP này chắc là phải nâng cấp. Nâng cấp hoặc là nó sẽ chơi hai DSP này, nhưng thường ý, thì các bác thường chơi là một cái DSP 16 kênh. Thì đây, em sẽ chuyển cái này vào. Đây là mình sẽ có một đủ bộ 16 kênh. Đó. À, 16 kênh của Zapco. Vâng. Cái này thì rất là xịn sò. Zapco 16 kênh này thì nó sẽ có là gồm là giải mã của AKG. Nó có DC luôn. Và cái bản mới nhất của nó thì nó có cái chip giải mã 9308 Pro. Vâng, và phần đường analog thì toàn bộ cái jack được mạ vàng. Ở phần digital thì sẽ có cái đường quang in, đường USB để cân chỉnh, và cái này được có cái module qua wifi luôn. Có cái hay nữa của cái DSP này là có 16 kênh thì nó có cả plug and play cho những cái module mà sau mình nâng cấp về sau. Đó, thì đường vào của nó coi như là nó có thể chỉnh được cả gain mềm mà có thể chỉnh được cả gain cứng. Thì cái DSP 16 kênh sẽ vào cái cấu hình này. Loa hợt thì gồm có loa mid, đây là loa mid, và loa mid và sau đó là loa chép. Đó, thì một bộ ba way nó gồm như thế này. Và loa mid bass. Bộ ba way. Loa mid bass. Đây là một bộ ba way. Đó. Các bác sẽ thấy đây là một bộ ba way. Đây. Thì ba anh bạn này thì nó rất là quen thuộc rồi. Ba anh bạn này rất là quen thuộc trong cái cấu hình mà em hay nâng cấp cho các bác, nhưng mà tại sao nó lại hai bộ ba way? Như vậy thì có thừa không? Có thừa không? Không thừa các bạn. Vì là có những cái bác chủ tịch, vâng, xe chủ tịch ấy, thì là lúc thì bác ấy lái, lúc thì bác ấy lại ngồi đằng sau. Thế như vậy thì chỉ có cái ông này ông mới giải quyết được để mình chuyển đổi các vị trí. Đấy, chuyển đổi các vị trí của các cái chế độ nghe. Như vậy thì nó sẽ có là hai cái dàn ba way là như vậy. Đây là model cao cấp nhất của hãng. Hết số rồi các bác nhá. Vâng, hết số rồi. Hết. Đấy. Hết số của cái này. Và đây là con súp. Súp này thì đây em lia vào vòng cho các bác xem. Để tạm dừng đi. Tạm dừng những hồi tắt. Rồi, đây là con súp Miele. Đây em bóc cho các bác xem. Con súp này thì nó rất là tuyệt vời và rất rất lâu rồi nó mới có hàng trở lại. Đấy, rất lâu rồi nó có hàng trở lại. Cái súp này thì nó có cái đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt là nó chơi được cách đa dạng các loại nhạc. Nhưng mà đối với Buero thì nó mềm mại. Vâng. Nếu như mà nói mà theo cách high-end thì cái này đạt từ high-end nó nghe rất là tình cảm. Cái súp Miele này. Đó. Nó nghe rất là tình cảm và nghe nhỏ. Dành cho các bác nghe nhỏ cũng lên súp, đòi hỏi là nghe nhỏ thôi nhưng mình vẫn có súp thì là cái này. Và cái súp này nó rất là mạnh, nhưng mà mạnh ở đây là mạnh về cái tần số toàn giải là đáp ứng được. Đấy, thì cái này nó xuống rất là sâu luôn. Vâng. Nó xuống được những cái sâu thì đối với âm thanh ấy mà nó xuống sâu quá là các bác không nghe được, nhưng mà ngược lại là các bác cảm thấy. Thì cái này là cái chết dở đây, là nếu như bác nghe súp khác ở anh không thấy nó ngọt bằng cái súp này, hoặc là không thấy nó trầm, nó ấm, nó mềm mại như súp này, thì đúng là cái miêu tả để các bác dễ hiểu và dễ hình dung ấy. Đấy, thì chính vì cái lẽ mà nó trầm ấm, nó ngọt ngào thì là do cái tần số nó trả lại cái tần số rất là thấp. Đấy, dẫn đến là mình cảm nhận được là cái trường âm nó rộng, cái súp nó mềm mại, nó không bị nhức đầu. Vâng. Và có nhiều bác lên cái dàn này rồi thì nhiều bác phản ánh lại là khi mà anh xưa nay là nghe một lúc là anh tắt, nhưng mà từ ngày mà nâng cái dàn hợt đấy
hoặc là nâng cái dàn mà nghe con súp này ấy, là anh đi được mấy trăm cây vẫn bật nhạc to, vẫn cảm thấy hưng phấn nghe tiếp. Đó, đó là cái giá trị của con súp này và cái cân chỉnh của DSP. Thì cái đơn việc đầu tiên của trong cái cấu hình này là nó phải đồng bộ với nhau, đồng bộ từ DSP cho tới loa súp cho tới âm ly. À đấy, em còn thiếu cái âm ly. Thì âm ly ở đây nó có sử dụng được rất nhiều các loại âm ly. Thì trong cái cấu hình này thì giáp cua vàng, đó giáp cua vàng, giáp cua 4 kênh, đó, hoặc là hai trên cái cấu hình này có thể dùng mình dùng 2-4 kênh, hoặc là giáp cua 150.6, 150.6 cái chỗ này đó, hết cái chỗ 7 rồi. Đó. Đây, giáp cô vàng rất dài, cái này là 6 kênh các bạn, 6 kênh đó, 6 kênh. Thế thì cấu hình nào là nó đi với lại cái cấu hình đó là đồng bộ, thì cái này là nâng cấp cho những cái xe nào, cho những cái xe to cần phải phải hai dàn ba way, một dàn trước trên cột A, một dàn sau trên cột B chẳng hạn. Rồi, ok, cảm ơn các bác. Và các bác nào mà muốn chi tiết hơn thì liên hệ số điện thoại với em 0852 044 888 để em tư vấn chi tiết hơn. Thế còn lại là em sẽ dừng ở đây để cho cái clip nó sẽ trở nên ngắn và các bác tiện theo dõi. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Hẹn các bác trong những clip tới.